Cơ điển Kim Hào Thiên làm biến nè, chạy không chạy quăng lên bán tải. Đấy các bạn, nhân vật chính này Kim Hào Thiên nha, lười chạy xe mô tô, trời mưa kêu bỏ xe lên xe bán tải, giả bộ là hư. Trời lực nó cứng không chạy được, đủ áp được. Bây giờ lấy xe, bây giờ mày lấy bán tải. Xe xuống nữa nè, lên lên xuống đi. Mày nhận nữa hả? Quá cho bài tròn ha, đẹp trai luôn ha. Đúng. Mày lên cái. Nhóm lên cái.
cả nhóm mình sẽ đi làm từ thiện. Các bạn thì bây giờ là đội Tiên Phong mình đã đến cái địa điểm làm từ thiện, đó là thôn văn hóa Ngọc Sơn 2, thuộc Lâm Hà. Con cũng đã đến để mà chờ sự nhiệt tình của bà con làm cho mọi người cảm thấy là phấn khích hơn. Đây bạn, đây là anh em Tiên Phong đang vào hội trường để mà phát quà cho bà con tại địa phương. Dạ con giới thiệu chú, đây là anh Tuấn Tony, trưởng đoàn Tiên Phong. Hôm nay bạn Đắc Hành là lần đầu đi làm từ thiện chung với anh em Tiên Phong, thì không biết là bạn có suy nghĩ như nào không? Không biết nói gì hơn, nói chung là mình cũng muốn chia sẻ với lại mọi người đồng bào ở đây. Có dịp đi thắp tùng với anh em luôn. Rồi chúc bạn Đắc Hành mua mai bán đắt, làm ăn suôn sẻ nha. Bạn thì xe bán tải của anh Châu Sầm, một thành viên Tiên Phong đang tiến vào. Các bạn, thì thời tiết tại địa phương hôm nay là không có nắng và mưa lâm râm. Thì xin giới thiệu với các bạn luôn, trong ngày thực hiện hôm nay là có em Ngọc Minh là chú rể của ngày mai luôn. Thì em Ngọc Minh là nhà cũng ở huyện Lâm Hà này luôn. Giới thiệu với các bạn luôn, đây là anh Châu và gia đình. Thì anh Châu cũng là thành viên của anh em Tiên Phong. Đây lấy phiếu ông lộn được không? Không lấy phiếu ở đây rồi, đâu đây? Để giờ là một phòng quà vậy đi. Kính thưa quý vị thành phố, tôi đại diện ban nhân dân thành phố xin chân thành cảm ơn câu lạc bộ mô tô Tiên Phong thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Châu Hồ Nhật Minh và Châu Hồ Nhật Minh tạo một điều kiện câu lạc bộ đến phát quà từ thiện vùng miền núi nơi là rồi của nhân đồng sáng với thơm. Tôi vui nhân thành quá tuyệt vời và xin thành cảm ơn không có gì hơn. Và tôi đại diện nhân dân các gia thôn và xin kính chúc còn một mô tô đi vui làm ăn và nên làm ra và ngày mai tôi về trường lộ bình an sức khỏe giàu giàu. Xin thành cảm ơn. Xin cảm ơn. Tuấn Tony xin đại diện mô tô Tiên Phong và Mạnh Thường Quân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban chính quyền và bà con ở đây nhân dịp cái ngày vui của em trai Lý Ngọc Minh là một hội viên của hội mô tô Tiên Phong, đám cưới của em và kết hợp về đây và trao một số phần quà cho bà con, và trong đó có Mạnh Thường Quân và có Hoàng Tiền là cũng trao cho bà con một tấn gạo và nhiều phần quà khác. Mong bà con một gói một miếng thịt đói và một gói thịt no, và để động lực cho bà con làm ăn phát triển là một món quà nhỏ cho bà con.
Kính thưa các anh chị lãnh đạo địa phương, kính thưa toàn thể chị em trong đoàn mô tô Tifon, tôi xin thay mặt cho ban xã Phú Sơn cũng trước hết xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị của đoàn mô tô Tifon đã dành nhiều thời gian quý báu cũng như những phần quà hết sức ý nghĩa đến với bà con nghèo tại xã Phú Sơn. Trong dịp vừa qua thì chúng ta cũng biết đại dịch Covid-19, hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng ra sức giúp đỡ bà con chúng ta nhiều mọi mặt, có cuộc sống ổn định lại. Đoàn về với địa phương, một lần nữa chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận và xin chân thành đoàn và giúp đỡ cho bà con địa phương. Xin kính chúc tất cả các anh các chị trong đoàn một lời chúc sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc bà con chúng ta hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.
bà rô tên được. Ở đây. Nói quên. Hello các bạn, thì chương trình từ thiện của nhóm mình đã hoàn thành xong, nhưng mà số lượng quà quá nhiều so với số lượng bà con các bạn ở đây, thành ra bây giờ là phải sale luôn. Đó, bạn nhìn thấy không, đang rao sale luôn á. Sáu mươi phần quà cho các bé đang này đang mùa hè thì sẽ trao lại cho địa phương và sẽ sau đó là sẽ trao lại cho các bé 60 phần quà cho nghèo ở địa phương. Cho phép tôi xin mở phép kính đưa cái đoàn mô tô cái phần quà từ thiện, cái đoàn mô tô làm quá tuyệt vời với vùng xương cước núi của đất Lâm Đồng này. Và cái quần quà giúp đỡ đó là chúng tôi xin riêng một không. Điều thứ nhất là cái mùa hè tháng 8, 16 tháng 8 là cái tháng hè. Ở đây là khuyến học, xin là câu đời cho tặng các cháu khuyến học và xin dụ. Thứ hai là học sinh gia đình khó khăn. Thì vì trong cái đại dịch Covid này là có nhiều về thời gian cháu học, tôi không biết thời gian bao nhiêu. Mà khi nào mà tôi tổ chức, tôi cũng nhờ các mình phải lên cho đoàn biết. Khi chúng tôi tổ chức mà tôi đại diện, tôi rất chân thành cảm ơn. Cái này dành riêng cho khuyến học, cho địa phương, cho mấy cháu. Mà mong đoàn cũng cảm nhận. Con sẽ đại diện của hội sẽ trao 60 phần sách vở đó cho chú. Tôi nhận. Và chú sẽ trao lại cho các cháu. Sau này tôi có lên, có gì tôi lên. Sắp tới. Tôi lên. Sau mùa dịch Covid. Tôi có lên, là cháu có lên. Lên đó thì còn mấy chú biết. Dạ, cảm ơn chú đại diện cho tụi con trao những phần quà đó cho xin chân thành cảm ơn. Xin thay mặt anh em Tri Phong, em và anh Tuấn, các anh em cũng cảm ơn các nhà tài trợ và đặc biệt là vợ chồng anh Hoàng Tuyền và bạn Quân đã hỗ trợ cho cái chương trình từ thiện này. Thì cũng xin cảm ơn anh Hoàng Tiền và chị Tiền đã ủng hộ một tấn gạo cho bà con nghèo tại Lâm Hà. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thịnh Ba Tin. Thì Ba Tin Thịnh Nguyễn ngày hôm nay thì Thịnh có mặt ở đây để trao hơn 300 phần quà cho các bà con ở xã Hồng Thôn. Thì sau cái chương trình hôm nay thì mình vọng mọi người cố gắng ủng hộ cho bên Nguyễn cũng như team Bayful và những anh chị em hỗ trợ cho chương trình, cũng như là bên phần media thì có anh Dũng ha. Rồi, cảm ơn mọi người.
cái số tiền này cho bác để bác đại diện cho tụi con mua tập vở cho mấy bé nghèo hiếu học. Trong mùa sau mùa Covid này mấy bé đi học lại bình thường thì chú sẽ đại diện, tại vì cũng chưa biết là ngày nào mấy bé sẽ đi học. Thì hết mùa dịch mong là mấy bé mạnh khỏe và để có một năm học mới tốt hơn. Trong mùa rồi tôi đây là Duy Địa Phương hơn không biết nhiều hơn có một cái từ mà mình gọi là tình yêu Duy Địa Phương. Dạ với nhiều người đã tin đánh đồng tình ca và tôi vùng xuống trước đi núi mà phố từ phố sơn thì núi thôi đến đến là cái tình cảm quá trời quá chân thành của mình. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn bác. Dạ cái gì hả? Đúng đây gì mình tưởng đồ rồi được rồi cái gì là cái gì là đồ những cái đồ gì đó quân á đồ mua là phòng quân đó khi mình bắt quà là mình nói là để tôi nói đâu tôi lên Facebook và Mạnh Thường Quân qua Mạnh Thường Quân Zalo rồi đây đó đó thôi. Cảm ơn. Dạ con có giờ đến tối này nha. Dạ chào chú của Hương. Dạ tối là làm ly đúng chơi. Dạ đúng dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Dạ các bạn thì sau khi phát quà cho bà con ở huyện Lâm Hà xong thì bây giờ anh em mình sẽ đi qua bên nhà của chú rể Ngọc Minh là thành viên của nhóm Tiên Phong của mình. Thì hôm nay là nhóm họ, ngày mai là sẽ đám cưới của em Ngọc Minh. Bác lên đến đây thì em Ngọc Minh ơi, em có nhắn nhủ gì với lại anh em với lại anh Hoàng Tiền được không? Dạ. Em chúc anh Hoàng Tiền nhiều sức khỏe nha.